Xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Bóng Đá STV trong buổi trưa ngày hôm nay, ngày 18 tháng 8 năm 2024. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì đội tuyển U16 Việt Nam của chúng ta đang có những chuyến tập huấn tại Trung Quốc, mà vừa qua thì đội tuyển U16 Việt Nam đã trải qua một khởi đầu có thể khẳng định một điều là không suôn sẻ, hay còn nói rằng khá tệ tại giải giao hữu hiện nay đang được diễn ra tại Trung Quốc. Trong một trận đấu được xem rằng là dễ thở nhất, dễ chơi nhất dành cho đội tuyển U16 Việt Nam, bởi đối thủ của U16 Việt Nam đó chỉ là đội tuyển U16 chủ nhà Trung Quốc thôi. Thế nhưng cuối cùng thì đội tuyển U16 Việt Nam lại để một trận thua rất đậm với tỷ số đó là 0-4. Và hiện nay ở lượt trận thứ hai thì đội tuyển U16 Việt Nam sẽ gặp một thử thách lớn hơn khá nhiều, rất nhiều, mang tên đó là Uzbekistan. Nhìn chung thì kết quả của từng trận đấu riêng biệt ở các giải trẻ thì cũng chưa thể nói lên tất cả mọi thứ, nó cũng không phải là quá quan trọng. Và qua mỗi thất bại thì những cầu thủ cũng như là ban huấn luyện của đội tuyển U16 Việt Nam sẽ hỏi được nhiều điều hơn, sẽ nhìn ra những điểm mà chúng ta chưa làm được, những điều mà chúng ta chưa làm tốt để có thể tiến bộ hơn ở trong tương lai. Dù vậy, nói như vậy để trấn an tinh thần cho U16 Việt Nam cũng như bóng đá trẻ Việt Nam thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là chúng ta không quan tâm đến kết quả vừa qua, và cũng không có nghĩa rằng là đội tuyển U16 Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi một kết quả rất thiếu tích cực ở trong trận đấu ngày ra quân. Trước khi trận đấu gặp đội tuyển U16 Trung Quốc diễn ra thì thuyền trưởng của đội tuyển U16 Việt Nam đó là huấn luyện viên Cristiano Ronaldo có nói rằng là trận đấu ở giải đấu này thì chỉ mang tính chất là giao hữu thôi, và ông mong muốn rằng là thể hiện về mặt lối chơi, còn kết quả thì cũng không mấy quan tâm. Và nói như vậy thì cũng không hẳn, bởi thực tế ra với một cái màn ra mắt bằng một trận thua với một tỷ số đậm như vậy, đó là một điều mà chắc chắn không bất cứ một huấn luyện viên nào họ mong muốn đón nhận để mà gửi đến người hâm mộ cả. Mới chỉ tiếp quản đội bóng có khoảng một tháng thay cho ông Trần Minh Chiến thôi, thì ông Roland cũng không tạo ra nhiều sự thay đổi ở trong đội hình, bởi vẫn những cái tên đó thi đấu thế nhưng cũng chưa ấn tượng. Vừa qua là ở tại giải U16 Đông Nam Á, rồi vừa qua thì cũng tiếp tục được tin tưởng để lựa chọn thi đấu ở Trung Quốc. Thật khó để trách nhà cầm quân người Brazil này, bởi chặng đường phía trước thì còn khá là dài, và thời gian mà ông ấy làm việc cùng với U16 Việt Nam thì cũng không nhiều. Có điều thì với đội tuyển U16 Việt Nam, như chúng tôi đã chia sẻ, thì chúng ta, đội tuyển U16 Việt Nam cần phải nhìn nhận đúng cái vấn đề mà chúng ta đang phải trải qua, những cái vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết. Thực tế thì đội tuyển U16 Việt Nam của chúng ta trong hiệp 1 vừa qua với Trung Quốc đã có những thời điểm chúng ta chơi rất hay, chơi cực kỳ ấn tượng, và đó có những thời điểm mà chúng tôi tin rằng nếu cứ thi đấu như vậy chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng được đội tuyển U16 Trung Quốc. Đội tuyển U16 Việt Nam đã có những lúc chúng ta biết phản công ở một tốc độ rất cao và khiến cho hàng thủ của Trung Quốc đã rất nhiều lần phải thoát tim. Thế nhưng cuối cùng thì các tiền đạo của U16 Việt Nam vẫn dứt điểm không tốt, dứt điểm ra ngoài hoặc xử lý hỏng một cách vô cùng đáng tiếc. Còn hàng thủ của đội tuyển U16 Việt Nam thì có kỹ năng tốt, thế nhưng mà chúng ta lại thua thiệt rất nhiều về mặt thể hình cũng như sức mạnh với đội bóng chủ nhà. Trung Quốc đánh bại đội tuyển U16 Việt Nam với một ưu thế khi mà họ tranh chấp tay đôi. Đây là điều mà chúng tôi cũng đã gửi đến quý vị và các bạn. Trận đấu trực tiếp vừa qua thì chúng ta cũng thấy rất rõ điều này. Rất nhiều cầu thủ của U16 Việt Nam chỉ đứng đến vai cầu thủ của U16 Trung Quốc thôi. Trong quãng thời gian cuối trận thì đội tuyển U16 Việt Nam còn nhận liên tiếp 3 bàn thua khi mà không còn trụ vững về mặt thể lực nữa. Và hiện nay thì trước đội tuyển U16 Uzbekistan, một đội bóng vừa có thể hình và thậm chí lại có kỹ thuật còn tốt hơn so với cả chủ nhà Trung Quốc, thì đội tuyển U16 Việt Nam của Huấn luyện viên Roland chắc chắn sẽ phải tính toán một cách kỹ càng hơn để đảm bảo rằng là đội tuyển U16 Việt Nam sẽ không để thua một trận đấu đậm như vừa qua, và thậm chí là hướng đến mục tiêu đầu tiên đó chỉ là có điểm. Có như vậy thì những cầu thủ mới có thể lấy lại được sự tự tin, sự bình tĩnh khi mà chúng ta trước sau đó sẽ còn một trận đấu khó khăn hơn nữa gặp đội bóng đó là U16 Nhật Bản. Trận đấu với đội tuyển U16 Uzbekistan sẽ được diễn ra lúc 14:30 chiều ngày hôm nay, ngày 18 tháng 8. Và chúng tôi trên kênh Tùy Bóng Đá thì chắc quý vị và bạn cũng đã đăng ký kênh rồi, thì chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này để gửi đến quý vị và các bạn nhé. Hy vọng rằng chúng ta dù cũng đang thực sự là cũng hơi thất vọng với U16 Việt Nam, nhưng mà đây là thời gian mà chúng ta cũng không có nhiều giải đấu đâu, nên hy vọng rằng với sự động viên cổ vũ của các cổ động viên nước nhà thì U16 Việt Nam sẽ có một màn thể hiện tốt hơn so với trận đấu ra quân, một trận đấu mà chúng ta đã gặp rất nhiều khó khăn với đội bóng chủ nhà. Còn kính thưa quý vị và các bạn, cũng một thông tin liên quan đến câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.
Hiện nay thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai của Bồ Đức đã liên tiếp giành những chiến thắng khi mà thi đấu giao hữu trước thềm mùa giải trên đất của Thái Lan. Nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2024-2025 thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã có một chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu trên đất của Thái Lan. Thông qua chuyến tập huấn này thì huấn luyện Vũ Tiến Thành có thể thử nghiệm rồi hoàn thiện về mặt đội hình để hướng đến những mục tiêu quan trọng ở trong mùa giải mới V-League 2024-2025. Cho trận đấu giao hữu đầu tiên với câu lạc bộ Pride Bangkok thì đoàn quân của huấn luyện Vũ Tiến Thành đã có một chiến thắng với tỷ số 3-1 trước đối thủ nhờ hai bàn của Minh Hiếu và một bàn của Raido. Và sau trận đấu đó thì ông Vũ Tiến Thành cũng tỏ ra là khá hài lòng về màn trình diễn của học trò. Thứ nhất là về thể lực cải thiện tốt và lối chơi cũng như những giáo án mà ông đưa ra thì những cầu thủ đã hoàn thiện một cách rất hoàn hảo. Và trận đấu giao hữu thứ hai trên đất của Thái Lan vừa qua thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã đối đầu với một đội bóng đó là Kuantum Oratit. Và trận đấu này thì huấn luyện Vũ Tiến Thành tiếp tục đã có thêm những sự thử nghiệm. Thế nhưng chúng ta, một đại diện đến từ Việt Nam, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vẫn có một chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1 và tiếp tục là cầu thủ Minh Hiếu có được một bàn. Bên cạnh đó là một bàn được ghi do công của Bảo Toàn. Hy vọng rằng là với Hoàng Anh Gia Lai cũng như là các cấp độ đội tuyển của bóng đá Việt Nam sẽ có thêm những cái kết quả tích cực để dẫu sao cái điều quan trọng nhất hiện nay đó chính là tâm lý, tinh thần và đặc biệt là niềm tin. Sớm trở lại thì chúng ta sẽ thi đấu một cách mạnh mẽ hơn, đôi chân sẽ trở lên thanh thoát hơn. Còn vừa qua thì với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng là một thông tin cũng rất vui. Khi mà vừa qua thì huấn luyện viên Kerensak cũng đã gặp gỡ lãnh đạo của Hoàng Anh Gia Lai với những câu chuyện cá nhân rất là tuyệt vời. Bởi kính thưa quý vị và các bạn là vừa qua thì giám đốc điều hành của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, ông Nguyễn Tấn Anh đã đăng tải hình ảnh gặp gỡ huấn luyện viên Kerensak. Một số thành viên quan trọng khác của Hoàng Anh Gia Lai cũng gồm có huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, bác sĩ Đồng Xuân Lâm, huấn luyện viên thủ môn Trần Quốc Việt và vợ của huấn luyện viên Kerensak khi đó thì cũng đã có mặt. Theo đó thì Kerensak đã trực tiếp lái xe đến nơi đóng quân của Hoàng Anh Gia Lai và đã hỏi thăm tất cả các thành viên của đội bóng Phú Núi. Zico Thái vẫn cho thấy được cái sự thân thiện bằng những cái ôm, bằng những cái bắt tay. Và đó là hình ảnh rất đẹp mà Kerensak cũng đã làm được rất nhiều trong quãng thời gian vừa qua với đội bóng của Bồ Đức. Trong thời gian vừa qua thì cũng xuất hiện khá nhiều những tin đồn đó là Kerensak hoàn toàn có thể tái hợp với Hoàng Anh Gia Lai trong vai trò đó là giám đốc kỹ thuật. Nhưng hiện nay thì tất cả mọi thứ cũng chỉ dừng ở mức độ đó là tin đồn mà thôi. Nói về Hoàng Anh Gia Lai của Kerensak thì đây là một trong những người mà có những đóng góp rất lớn cho Hoàng Anh Gia Lai với những chức vô địch, với những thành công. Đặc biệt là khi mà ông ấy còn làm là cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai đúng không ạ? Những thông tin rất là vui, rất tuyệt vời. Hy vọng rằng đó sẽ là những nguồn động viên tiếp theo nữa để cho Hoàng Anh Gia Lai của Bồ Đức sẽ thi đấu tốt hơn. Còn một thông tin cuối cùng mà tôi nghĩ rằng là cũng là một thông tin rất nóng mà hiện nay thì chúng ta cũng đặc biệt quan tâm đấy. Đó là một cựu đội trưởng của U20 Việt Nam dự World Cup đang vướng lùm xùm lợ lần. Đây là một câu chuyện thực sự đau lòng. Với một cái phong độ lao dốc cũng như những lùm xùm ngoài chuyên môn đã khiến cho Nguyễn Trọng Đại chưa được bất cứ một đội bóng nào đăng ký thi đấu tại giải chuyên nghiệp quốc gia 2024-2025. Bởi vừa qua thì cộng đồng mạng những ngày qua đã lan truyền một tấm ảnh được cho là cầu thủ Nguyễn Trọng Đại cùng một tờ giấy vay nợ. Đến nay thì cầu thủ sinh năm 1997 của gốc Hải Dương vẫn chưa lên tiếng về những nghi ngờ lợ lần của mình vây quanh của cầu thủ này trong quãng thời gian vừa qua. Nhưng mà vừa qua thì đối với huấn luyện viên Hoàng Tuấn thì ông ấy cũng đã lên tiếng rồi và như gần như chắc chắn là điều này là sự thật. Và cái cơ hội để cho cầu thủ từng là đội trưởng của U20 Việt Nam tham dự World Cup gần như chấm hết, bởi rất khó để có một đội bóng nào có thể giang tay để cứu giúp một cầu thủ mà thực sự tự đánh mất mình. Nếu như vậy thì cũng không ai giúp đỡ được cả, đúng không ạ? Bởi vừa qua thì ông Hoàng Tuấn có chia sẻ rằng là ông ấy cũng đã có những buổi gặp mà trước đây cũng từng có một lời khuyên dành cho Đàm Văn Hậu. Đó là hãy thi đấu một cách hết mình, đừng vướng vào những lùm xùm, đừng ăn chơi đua đòi trác táng. Và sau đó thì Văn Hậu cũng đã không chơi cùng với cả Trọng Đại nữa. Và chúng ta thấy đó, bây giờ thì Trọng Đại như thế này, đang xuống dốc một cách không phanh. Còn với Đàm Văn Hậu thì cậu ấy có vợ đẹp, có con khôn, có sự nghiệp, có tất cả. Cho thấy được rằng là với cầu thủ bóng đá Việt Nam của chúng ta thì không thiếu nhân tài. Nhưng mà để cho những cầu thủ đó thực sự là phát triển mặt chuyên môn thì thứ nhất là họ phải tự không để đánh mất chính mình đã. Khi mà tự cố gắng nỗ lực bản thân vượt qua tất cả những cám dỗ ở trong cuộc sống khi mà có tiền đúng không ạ? Những cầu thủ trẻ thường là dễ bị đánh mất chính mình.
Còn những cầu thủ nào nếu như họ thực sự là nghiêm túc với cái sự nghiệp bóng đá của mình thì họ sẽ lên đỉnh cao thôi. Vì vậy mà với những câu chuyện vừa qua của trọng đại, đặc biệt liên quan đến nợ nần, rồi thậm chí là xã hội đen có vào cuộc để mà đang tìm kiếm cậu ấy cơ, thì thực sự là quá căng đúng không ạ? Một câu chuyện đau lòng dành cho bóng đá Việt Nam mà tôi tin rằng quý vị và các bạn cũng có rất nhiều những cái luồng suy nghĩ trái chiều đúng không ạ? Còn tới đây thì bản tin của bóng đá STV cũng xin được kết thúc. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.